Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là máy chiếc máy sắc ngang 2 chức năng có thêm một khối nghiền để phục vụ cho công việc và có thể nghiền ngô, nghiền bắp, nghiền hành, nghiền đỗ, làm thức ăn cho gia súc được tập. Thì ở trong máy là khi đóng hộp là nó đầu nghiền đầu sát nó sẽ nằm bên trong khung để đảm bảo an toàn khi vận chuyển, tránh va đập làm móp méo sản phẩm. Thì đầu tiên chúng ta tháo ra sẽ như thế này. Và đây là toàn bộ đồ của chiếc máy này, chúng ta sẽ tháo đầu nghiền đầu sát lên. Chúng ta sẽ tháo các đầu ra và chúng ta sẽ lắp lên trên. Anh em lưu ý là phải tháo tất cả hai đầu này ra và lật ngược cái ổ khung ở đây, ổ khung nó đang đóng ngược. Đầu tiên là chúng ta sẽ lắp đầu sát trước. Chúng ta đặt đầu sát đúng theo chiều hướng này. Quý vị nên lưu ý là cái họng sát nó sẽ phải ra ngoài và cái pulley sẽ hướng vào trong. Thì chúng ta sẽ tận dụng một motor để chạy cho hai cái cối. Thắt chặt bốn ốc lại. Sau đó chúng ta sẽ bắt tương đối chặt và chúng ta sẽ tiến hành lắp bên đầu nghiền. Ở đây là có một cái đầu nghiền đấy. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ lắp cửa ra, đây chính là cái cửa ra của nguyên liệu. Khi chúng ta nghiền xong nó sẽ chảy ra đường này. Chúng ta cần đặt một cái miếng xốp, miếng mút để làm kín. Sau đó cũng tiến hành bắt bốn con ốc vít lại là xong. Nhiều chỗ nó sẽ hơi gấp, hơi khó khăn trong việc lắp ráp, chúng ta lưu ý làm thật bình tĩnh. Sau khi chúng ta tiến hành lắp xong đầu nghiền và đầu sát thì chúng ta sẽ tiến hành lắp đến phần chân đỡ của motor. Ở đây chỉ có hai thanh sắt dài và chúng ta sẽ lắp đúng theo quy cách của bên em dẫn. Ok, đây nó sẽ lắp như này, hai cái lỗ nó sẽ hướng về cái đầu sát để cái motor thì nó sẽ quay về đầu nghiền. Chúng ta lưu ý nó không bắt chặt. Khi nào chúng ta lắp hoàn thiện, chúng ta sẽ siết chặt tất cả những con ốc mà chúng ta đã bắt. Bây giờ chúng ta chỉ bắt tương đối đấy, không bắt chặt. Và nó còn hai cái nhắn nữa thì nó sẽ bắt ở dưới. Bắt vừa vừa. Dưới hai thanh dài để chúng ta hướng ra ngoài thì sẽ lắp dễ hơn, đúng không em? Chúng ta hướng ra ngoài hay hướng vào trong? Hướng trong dễ đều được.
qua rồi. Ừ, cái lát đi, cái lát đi. Nghe tay là khó đấy, mà nó vẫn đặt được. Chúng ta sẽ lắp bốn cái thanh này theo cái quy cách này để đảm bảo là khi lắp motor vào nó lắp chuẩn được. Vì lắp lệch là nó sẽ không lắp được motor đâu, lắp lệch thì cái motor nó sẽ không chuẩn đâu. Và bây giờ sẽ tiến hành mở cái motor ra. Motor điện là một pha toàn phát 3 kW nhé. Dòng máy sắt gạo này dùng motor 3 kW trở lên, 3 đến 3,5 kW, 4 kW hơi to quá. Đây chúng ta lưu ý. Và anh em có nhìn thấy motor toàn phát, hàng xịn xò luôn. 3 kW vòng tua 2.900 vòng trên phút. Chúng ta tiến hành đấu điện. Ở đây thì có sẵn một bộ phận chúng ta có đấu điện rồi. Quý vị lưu ý phần đấu điện để tránh trường hợp chúng ta đấu sai. Mở cái motor ra, tiến hành đấu điện. Ký nặng này. Thế anh chạy nhìn ngô cái hơi đuối đấy. Lôi à, bố mẹ ra nhìn thấy dễ. Tạm vâng, đây là cách đấu lối chính xác nhất mà bên em đã lắp ráp của chúng ta có thể sử dụng. Quý vị là nhìn kỹ một chút về màu dây ạ. Màu vàng, màu xanh là cây, màu xanh là trời và màu đỏ. Màu vàng lắp ở cầu giữa và chúng ta sẽ bỏ hai cái cầu. Chúng ta sẽ bỏ hai cầu nếu mà chúng ta đấu theo kiểu như là một chiều. Chúng ta sẽ bỏ hai cầu đi và chúng ta sẽ đấu theo cái sơ đồ ở đây là sẽ ok đấy. À, quý vị các bạn nhìn thấy. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào. Và chúng ta sẽ tiến hành lắp vào máy. Sau khi chúng ta tiến hành đóng mu ly vào motor rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu lắp ráp motor vào khung máy. Motor 3 kW, tua 2.900 vòng 1 phút. Rất là nhanh, phù hợp cho các dòng máy sắt gạo mini. Sử dụng điện một pha gia đình. Đây, chúng ta đã hình thành được một chiếc máy rồi đấy. Bây giờ thiết 4 cân ốc và lắp dây cua lại là ok. À, tiến hành lắp chân motor. Như vậy là chúng ta đã lắp một khung tương đối. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp đến cái công tắc đảo chiều. Nó cũng rất là chiều nha. Lắp xong 4 ốc chúng ta sẽ lắp công tắc đảo chiều. Ở đây nó sẽ có một cái công tắc đảo chiều lắp ở đây. Đang có thể nó chừa một cái lỗ ở đây.
rơi dưới chọc được anh. À, thứ nhất thì anh bắt hai con ốc. Cái khe là tương đối nhỏ nên chúng ta lắp ráp sẽ khó khăn hơn chút xíu. Vậy là chúng ta đã lắp xong công tắc gặp chiều đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp dây cu loa. Ở cái đầu công tắc này nó sẽ có một con ốc vít để hãm chặt. Ok. Khi chúng ta làm xong chúng ta sẽ bắt chặt tất cả các ốc là chúng ta có thể sử dụng được chưa. Chúng ta tiến hành lắp dây cu loa cho đầu sát và đầu nghiền. Đầu sát sẽ là 2 dây cu loa và đầu nghiền sẽ là 1 dây cu loa. Lên kịch. Ở đây cái rãnh này, cái rãnh bắt này chúng ta sẽ đẩy gần như là lên kịch cỡ. Sau đó chúng ta sẽ bắt cua loa và chúng ta sẽ hạ từ từ để dây cua loa đạt độ căng. Thôi chúng ta lưu ý không nên căng dây cua loa một cách quá đà. Khi dây căng quá thì chạy ra sinh nhiệt lớn nó sẽ nhanh bị hỏng dây cua loa. Nên là chúng ta sẽ căng vừa tầm, đẩy hết lên kịch. Ốc chúng ta sẽ đẩy lên kịch và chúng ta sẽ hạ từ. Trên trước dưới sau. Trên nó bé hơn. Nó bé trước to sau. Cua loa nắp cơn là bé to. Bé sau. Bé là to sau, bé trước. Ok. Và chúng ta sẽ đẩy lùi lại motor để cho nó thẳng. Cua loa, quý vị và các bạn lưu ý khi chúng ta lắp dây cua loa là tất cả ở trên dưới nó phải thẳng nhau để đảm bảo khi chúng ta sử dụng nó không bị cắn dây cua loa. Ở đây thì bên em lắp là lắp lỗ cho quý vị và các bạn xem được cách lắp máy như thế nào. Cho nên là cái độ chính xác cũng không được tuyệt đối, nên chúng ta cố gắng khi chúng ta sử dụng chúng ta sẽ lắp làm sao dây cua loa thẳng hơn như này. Chút nữa đây này đã tương đối thẳng rồi. Bây giờ thì sau khi lắp cua loa xong, chúng ta sẽ tiến hành lắp đầu nghiền để lắp cái đầu ra của máy sát. Giữ nó hai lỗ bên đầu để lắp cái đầu lên sơn chặt phết. Máy mới 100% thành ra là con ốc hẳn đây là sẽ dùng chút sơn. Tiến hành lắp ba con ốc siết chặt là ok. Chúng ta sẽ bắt đầu lắp đầu nghiền đi. Lắp luôn đầu nghiền đi.
tháo băng tô vít. Bây giờ chúng ta sẽ lắp đường đường nạp, gọi là cửa nạp đồng nghiền. Chúng ta sẽ tháo ba con ốc bằng tô vít này ra. Ở bên trong vô lồng này. Nhanh mở ra. Chúng ta mở ra và chúng ta sẽ cất bớt sàng đi. Trong này sẽ có hai cái sàng, một sàng to, một sàng nhỏ. Chúng ta sẽ tháo ra và chúng ta bỏ luôn một cái ra ngoài. Là tiến hành lắp cái cửa lạc. Bây giờ lắp cửa lạc luôn. Lắp rời bên ngoài luôn. Dòng này là dòng nghiền bột bằng búa, cho nên nó sẽ chỉ nghiền được mịn. Cái vị lưu ý một chút xíu. Tháo cái búa ra này. Được rồi. Chúng ta sẽ tiến hành lắp cái này, nó hơi khó lắp hơn một chút xíu, để mà hai người mình sẽ lắp hơn. Chúng ta sẽ lắp từng con ốc một, nó là cửa lạc, đồng thời nó cũng là cái giữ cái phễu. Dòng máy này như vậy là nó sẽ có hai hướng nạp vào. Chúng ta có thể xay được ngô này, chúng ta có thể xay ngô trộn chung với cá khô để chúng ta có thể xay thành một cái hỗn hợp cho gia súc gia cầm ăn, là rất ok này. Như vậy đã sắp xong được cái bên đồng nghiền rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào. Xếp lại cái sàng của nó. Bây giờ chúng ta sẽ lắp đến cái cửa lạc này. Thế anh đổ ốc ra lắp cửa lạc này nhé. Đây. Nhấc lên gì. Kia chính là cái kia kìa. Đấy. Chúng ta sẽ lắp cửa lạc trước. Cửa lạc trên nó sẽ làm cái phễu. Không, cửa lạc này. Nó không nằm ở bên trong à? Có ấn ở bên trong không? Bên trong rồi đúng không? Ừ, chắc đó. Không nhét đâu. Nhét đây. Vậy là chúng ta sẽ lắp cái cửa lạc trước. Chúng ta sẽ bắt bốn cái ốc lại và chúng ta siết thật chặt lại là xong. Cửa lạc trước. Ok. Bây giờ là chúng ta sẽ lắp cái cửa lạc trên, chính là cái phễu, gọi là cái toa, giống như toa sắt cạn, là chúng ta hoàn thành. Là chúng ta tiến hành lắp nốt cái đầu. Đầu gọc sạc, còn đầu sắt cạn đấy, đấy cái đầu kia là đầu lớp này. Đấy, lắp vào đây là đây tại nhà máy vận chính xác rồi. Ok. Anh em có thể nhìn thấy như vậy, vậy là hoàn thành rồi. Sau khi lắp tới bước này thì chúng ta sẽ còn một bước cuối cùng, đấy là lắp cái bảo vệ an toàn cho dây cu loa. Đây, cái này nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ an toàn tránh chúng ta khi va chạm vào đấy. Thôi rồi, dừng cái phễu đi. Sau khi chúng ta lắp đến cái bước bảo vệ cái an toàn cho dây cu loa này thì chúng ta là đã hoàn thành, và chúng ta sẽ xem lại tất cả các máy, những con ốc nào chúng ta chưa siết chặt, hay là những cái thanh ngang này chúng ta chưa căn chỉnh, chúng ta sẽ căn chỉnh và siết chặt con ốc lại.
chúng ta lưu ý là tất cả các con ốc đều phải siết thật chặt, tránh trường hợp khi máy chạy nó sẽ rung, sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành của máy, rất là nguy hiểm đấy. Cửa lạp này mình cũng phải đóng cửa lại. Như vậy là hoàn thành rồi ạ. Mất khoảng 1 tiếng hồ để chúng ta có thể lắp ráp xong chiếc máy nghiền xoay đa năng này. Nó gọi là máy sắt gặm 2 chức năng. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video của em. Quý vị có thể liên hệ theo số máy dưới màn hình để được tư vấn hỗ trợ về sản phẩm máy xay sắt gặm 2 chức năng này nhé. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.